Rokun, Rokun này, Rokun nào làm cho kẹt được? Rokun cái này nhưng mà nó tỷ đồng 80. À, nhưng mà làm cho nó kẹt được. Không, nó bỏ vào đây thôi, nó bỏ vào đây thôi. Nó thằng này nó sẽ thành một cái cấu tạo là 6 tấc mét 2 nè. Cứ 1 mét 2 là cái này là cách 6 tấc. Cái này là nó đơn ô thì ô, cái nhân coi đó. Cái kia là mét 2 nó vô luôn. Là cứ mét 2 là có cái đờ nó bỏ vô. Sau đó mét 2 đúng vừa đúng đó. Nhưng mà nó lắp song song nó lắp solar. Tức là cái cây này đến đây rồi á thì cây nó lệch ngược nữa. Đó là giữa hai tường, còn mà nó nếu mà trong tường một tường thì nó dùng 76 hoặc là 100 này nó ốp bên này. Nó dùng 2 lớp tấm hoặc 3 lớp tấm hoặc 4 lớp tấm nó ốp luôn. Ví dụ như khu vực mà con đi đo bên ngoài hồ đào thì nó dùng 4 lớp, và cái khu bên tường mà bên ngoài này là cái ngoài đường rồi thì nó là 2 lớp hoặc 3 lớp. Nó bắn này, tường bắn vô vậy thôi. Cấu tạo nó chỉ có 2-3 loại thôi. Còn cái phòng mà cái máy vô thì nó dùng cái vết phải là 76, nó dùng 2 lớp tấm để nó phòng máy chiếu mà nó tỏa ra cái ở trên trên cao á. Cũng cái vách vậy. Cái chai vậy thôi. Thì bây giờ mình phải thay đổi, mình làm theo vậy thôi. Cái mà em đang chỉ làm, cho CGV cũng chia sẻ bên này, đang chuẩn bị cho cái Strata của Chi á, họ đang chuẩn bị xe này, để làm này. Cũng lên kế hoạch, chuẩn bị cấp vật tư rồi. Bên em là cấp vật tư đúng theo mong đợi của họ, tức là em cắt cao bao nhiêu, thì cắt dài như bao nhiêu. Còn cái